Chị chia đáp đá. Để cho
Thái Bình tự tin làm. Sau đây đoàn tế dẫn sẽ từ phía ngoài vào trong cái đèn xin chúc mời đoàn. Kính thưa ban giờ, thưa chủ nhà, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô bác là quý khách gần xa và ân tình cùng với bản đền. Hôm nay nhà đền long trọng tổ chức ngày lễ Đức Thánh Đại Vương Trần Hưng Đạo. Tôi xin phép được đại diện cho quan tiếp viên của đoàn tế nữ quan thôn Đông Lãm, phường Đa Phúc xin cảm ơn sự thịnh tình tiếp đón của bạn đền. Thưa với toàn thể quý vị, điều vinh hạnh hôm nay đoàn tế nữ quan của phường Đa Phúc được về đây dâng lên Đức Thánh ba phần diệu với nghi thức tế lễ cung đình. Trước hết cho tôi xin đại diện cho quan tiếp viên của đoàn tế nữ quan và nhà công của đoàn xin gửi tới các quý vị có mặt về dự hôm nay một lời chào trân trọng nhất. Cầu Đức Thánh Trần Hưng Đạo sẽ ban phước lành cho quý vị có một cuộc sống phồn vinh và gia đình hạnh phúc. Thưa với toàn thể quý vị, hôm nay không những ở quê hương nhà mà nhiều quê hương khác có đền thờ của Trần Hưng Đạo thì đều kỷ niệm ngày mà Đức Thánh từ trần. Cho nên hôm nay đoàn tế nữ quan được về đây cũng xin báo cáo với bản đền cũng như là trong họ tộc nhà là có một chút lễ phẩm và phẩm vật để dâng lên đền nào lễ thánh. Vậy xin mời ban tổ chức cũng như bản đền sẽ cử người lên thắp hương nhận lễ để cho đoàn hành lễ. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nguyễn Thánh và Phạm Thần Diệu đến đây đã được tuyên viên hoàn tất đại diện cho con tế viên của đoàn, cũng như là đội đặc công xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô, các bác. Về chung ngưỡng cửa thánh và các cụ cũng cho đoàn xin chân thành cảm ơn và cầu thánh ban phước lành cho mỗi gia đình chúng ta có cuộc sống phồn vinh và gia đình hạnh phúc. Vậy phần nghi thức tới đây đã hoàn tất, vậy trả lại bái đường cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn. Vâng, sự oai hùng của Việt Nam góp phần không nhỏ vào việc duy trì tình cảm yêu nước, nơi thờ tự còn là những nơi sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng. Con người hy vọng rằng bằng những việc làm đó có thể bù đắp cho những hạn chế trong cuộc sống của mỗi cá nhân. Niềm tin ấy, tâm linh ấy, một khi đã được giải tỏa, nó sẽ rất tác dụng trong cuộc sống, nhiều khi còn có tác dụng làm thúc đẩy cả một cộng đồng người phát triển đi lên. Kính thưa các quý vị đại biểu, mùa thu tháng 8, ngày 20 năm Canh Tý, Hưng Đạo Vương qua đời để tưởng nhớ người anh hùng đã làm nên lịch sử. Hôm nay ngày 20 tháng 8 năm Kỷ Hợi, gia đình, dòng họ cùng các quý khách thập phương lại hội tụ về đây tổ chức tế lễ dâng hương Đức Thánh Trần, cầu cho quốc thái dân an, thiên địa thái bình, chúng sinh an lạc. Về dự lễ dâng hương, ban tổ chức trân trọng giới thiệu có các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, ban vận động làng văn hóa Tam Kiệt, các ông bà đại diện cho dòng họ Ngô thôn Tam Kiệt, các vị đại diện cho hội đồng họ Ngô huyện Kim Thụy, các vị đại diện cho hội đàn thiền, các quý khách thập phương cùng gia đình và bà con dân làng và đoàn kế của phường Đa Phúc, quận Dương Kinh đến giờ đã về dự đông đủ, đề nghị lễ hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về chương trình buổi lễ, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu từ 8:30 đến 9:30 là tế lễ, từ 9:30 tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, 9:40 thay mặt các lãnh đạo thôn dòng họ báo cáo tóm tắt tiểu sử của ngôi đền, 9:50 là lễ dân hương của các đoàn đại biểu, 10:30 là ẩm thực, 12:10 là quý vị đại biểu đại diện cho cấp ủy, chính quyền, ban vận động làng văn hóa Tam Kiệt. Kính thưa toàn thể tân quý khách thập phương, kính thưa các cụ, các ông, các bà và bà con cô bác trong làng ngoài xã, các cụ ta xưa có câu tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ, và với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, hàng năm cứ vào ngày này, ngày 20 tháng 8 âm lịch, gia đình dòng họ Ngô Đình chúng tôi lại long trọng tổ chức lễ dỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương, ngày để tri ân người anh hùng dân tộc đã ba lần đánh tan quân Nguyên Mông, mang lại thái bình thịnh trị cho sang sơn xã tắc. Cũng với tinh thần ấy, hôm nay trong thời khắc thiêng liêng này, toàn thể gia đình họ tộc chúng tôi lại long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ công đức của người anh hùng dân tộc, và cũng là để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể tân quý khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cách đây hơn 100 năm tại mảnh đất linh thiêng này, gia đình họ tộc chúng tôi đã cùng với quý khách thập phương một lòng một dạ lập lên hội đàn thiện, đóng góp sức người, sức của, xây dựng nên ngôi đền để tôn thờ công đức của Hưng Đạo Đại Vương, và cũng là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của gia đình họ tộc và quý khách thập phương cũng như toàn thể bà con trong làng ngoài xã. Cố thăng trầm của lịch sử và sự khắc nghiệt của thời gian, ngôi đền đã có những năm tháng phong hóa xuống cấp trầm trọng. Chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các quý khách thập phương và các cụ, các ông, các bà trong làng ngoài xã đã hoan hỉ về đây, về chốn tâm linh này, dự lễ dâng hương tưởng niệm công đức cao dày của Hưng Đạo Đại Vương. Trong lúc hành lễ chắc chắn không khỏi thiếu sót. Thay mặt cho gia đình và họ tộc, tôi xin các quý vị lượng thứ. Một lần nữa, thay mặt cho gia đình và họ tộc, xin chân thành cảm ơn các quý vị
và tân quý khách thập phương, cũng như các cụ, các ông, các bà trong làng ngoài xã. Chúc quý khách và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và an lạc. Xin chân thành cảm ơn.